Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 134: Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không làm được. Lìa khỏi tất cả những phân biệt chấp trước, tâm liền thanh tịnh. Học Phật, đặc biệt là tu tịnh độ, nhất là muốn ở ngay trong đời này có được thành tựu, mọi người cố gắng ghi nhớ lời giáo huấn của Lục Tổ Đại Sư. Nếu là người chân chính tu hành, không được thấy lỗi của người khác. Mục đích chúng ta học Phật là gì? Là tu tâm thanh tịnh. Ngày nay cái thời đại này, đời sống khẩn trương, áp lực rất nặng, công tác bận rộn. Chúng ta dùng phương pháp gì, thái độ nào để học Phật? Trên Kinh Hoa Nghiêm, Hiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn, làm ra cho chúng ta một tấm gương tốt. Đối người tiếp vật, ngoài không dính mắt, trong không động tâm, thì câu Phật hiệu này bạn niệm sẽ được tốt. Câu Phật hiệu này bạn niệm liền có lực. Ngoài dính tướng, trong động tâm, câu Phật hiệu này bạn niệm tốt hơn một ngày, niệm đến 10 vạn câu. Như người xưa nói, gió thổi không lọt, mưa không thể ướt, bạn cũng không thể vãng sanh. Vì sao không thể vãng sanh? Phật hiệu bạn niệm được nhiều nhưng không có lực, không có hiệu quả. Niệm Phật cầu cái gì? Cầu nhất tâm bất loạn. Vậy thì bạn có hai tâm, ba tâm rồi. Thấy sắc, nghe tiếng, tâm đều đang động. Vậy thì làm sao được? Niệm được nhiều hơn cũng không được. Cho nên phải ghi nhớ, ta là tu nhất tâm bất loạn, ta là tu tâm thanh tịnh. Luôn phải ghi nhớ, tâm tịnh thời cõi nước tịnh. Tiếp xúc với xã hội bên ngoài, người và sự việc bên ngoài luôn làm nhiễu loạn. Đối với ta mà nói là ân huệ rất lớn. Vì sao vậy? Chúng ta ở trong cảnh giới này, mỗi giờ mỗi phút khảo nghiệm công phu của chính mình có lực hay chưa. Ta thấy rồi, ta nghe rồi, trong tâm sanh phiền não thì công phu của ta không có lực. Họ là Bồ Tát, họ là thầy của ta, đến để nói với ta, anh chưa có được, công phu chưa có lực. Bên ngoài đối với những người và sự việc này không chấp trước, không động tâm, rất thanh tịnh. Vậy thì họ liền nói với ta, công phu của bạn có lực rồi. Cái gọi là trải sự luyện tâm, ở trong người và sự việc, rèn luyện tâm thanh tịnh của chính mình, rèn luyện tâm bình đẳng của chính mình, mới có thể viên thành Phật đạo. Lìa khỏi người và sự việc, vậy bạn đi đến nơi nào để tu? Bạn sẽ không có nơi nào để tu. Cho nên tu hành nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. Nếu như bạn nói đem những hoàn cảnh, người, sự việc không như ý này bỏ đi, vậy thì bạn có bao nhiêu phước báo? Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không làm được. Tăng đoàn của Thích Ca Mâu Ni Phật, bên ngoài có Đề Bà Đạt Đa, bên trong có lực quần tỳ kheo. Trong đồ đệ của Ngài có không ít người không nghe lời, bốn bề nhiễu loạn. Ngay như Thích Ca Mâu Ni Phật, cả đời hoằng pháp lợi sanh, cũng không có một ngày yên tịnh. Bạn muốn một ngày yên tịnh, vậy thì phước báo của bạn được bao lớn? Chúng ta không thể không giác ngộ. A-di-đà-phật.
No.